con ra đây, con ra đây mẹ thấy được chưa? Các bác ơi, nó thích lắm, thích mẹ sấy nó, thích sấy để cho nó thơm, nó đỡ hôi, hồn lắm. Đấy, các bác thấy nó biết hưởng thụ chưa? Đấy, mẹ tắm nó rồi, bây giờ phải sấy cơ, lau khô rồi, bây giờ còn phải sấy với chị cơ. Con nằm đấy, con nằm đấy, mẹ sấy cho. Sấy cho nó khô, để khô cả bàn chân bàn tay để còn đi xuống dưới kia cho nó đỡ đất và bám vào chân nhỉ. Ngoan đấy, bác thấy nó ngoan không? Sữa sữa đấy ạ, ngoan lắm. Thế cho nên là nó bia được bà cưng nhất đấy. Cháu hai cái bát để cháu ăn 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 hạt với cả cháu uống sữa đấy ạ. Cháu yêu bà cháu lắm nhỉ. Hai mẹ con đi phải thực công việc thống nhất đi, xuống mua đồ một ít đồ xong rồi phải thực công việc thống nhất nhé, nhé. Đi thể dục và cải thiện sức khỏe, nhé. Bé bảo mẹ phải cải thiện vực ngay cái sức khỏe lên, nhé. Còn phải để mẹ còn phải đồng hành cùng với chị Ngọc nữa chứ. Đến mùa tuyển sinh rồi, nhiều việc lắm, mẹ phải cố lên nhé. Buổi sáng mẹ đi tập thể dục công viên thống nhất, rồi buổi tối mẹ cũng đi tập thể dục công viên thống nhất đi, con sẽ đi cùng nhỉ. Bé sẽ đi cùng mẹ.
tuần 2-3 buổi nhỉ? Sữa nhỉ? Tuần 2-3 buổi là được rồi. Xinh quá, sữa hôm nay xinh quá. Hôm nay là mẹ tắm cho kỹ, đánh bông đẹp, xinh gái, trong mùi thơm. Xinh quá. Tí mang cái máy sấy này ra để cho bác đi bác xem cho làm sao mà nó tự nhiên nó đang kêu, nó đang to ầm ầm lên mà bây giờ nó bé tí thế này. Nếu không thì mẹ mua cái mới nhá, mua cái mới để mẹ phục vụ mấy boss nhá, để mẹ tắm mẹ sấy cho các bé nhá. Hôm nay là tắm sấy cho sữa là đỡ được 150 rồi. Bảo mẹ cố gắng lên, mẹ chăm chỉ quá nhỉ. Rồi thôi nha, được rồi, thế là được rồi. Ôi các bác ơi, các bác thấy con xinh không? Giờ vẽ sữa xinh không? Xinh gái quá nhỉ. Con chào các bác, con chuẩn bị đi xuống dưới đường, con đi mua đồ đây nhỉ. Con đi mua đồ, con đi thể dục vòng quanh công viên Thống Nhất cho mẹ con khỏe đây nhỉ. Hai mẹ con cùng khỏe nha. Rồi con xin mẹ cháu xin phép tạm dừng video ở đây nha.